Đúng là con mụ Simba. Sáng nay lên Sài Gòn mà không dẫn mình đi đâu chơi nữa. Suốt ngày ở nhà chơi với con vịt. Gì kỳ vậy? Trời ơi, con vịt chắc mẹ mày. Béo, đóng cửa mày ơi. Cái gì vậy bà nội? Ngủ gì mới có 10 giờ mà ngủ. Thằng ơi chờ 10 giờ với qua con ngủ 9 giờ mấy rồi nha. Đi qua đây, đi qua đây. Con cầm máy chút nha, chờ cái nách thê húi nha. Con hiểu không? Cái nách kia có đâu. Con quay clip cho bà. Mấy giờ con ngủ xin ra. Ok. Im. Bây giờ là tối rồi mọi người à, con tắt cái đèn đi mọi người mới thấy đi ơi. Không tắt cái đèn mọi người mới thấy nè. Đó đúng rồi. Đó, mọi người thấy không? Nhà mình view là view hồ bơi nha. Mình nó là chợ đó. Bây giờ mình sẽ đi ra để mình cho ông bà tiền. Đi, cầm hái chú coi. Ngủ hoài vậy? Ngồi nhà cầm cái máy đi con mụ sim đây không buồn ngủ thiệt á. Hôm nay mình mặc đồ cũng không được đẹp lắm nhưng mà nó cũng hở hang hơn thường ngày rồi đó. Hôm nay mình sẽ nói với chị Tiền là mình sẽ đi chơi, mình có hẹn với một người bạn. Nói chung chị Tiền chắc chắn sẽ không bao giờ cho mình đi. Mình sẽ quay lại phản ứng của chị Tiền khi thấy mình đi chơi không có chị Tiền sẽ như thế nào cho mọi người xem nha. Bây giờ có đi thì chắc chắn con may gặp nhá. Tại vì tối hôi à. Nha, yeah. Bây giờ có đi thì chắc chắn sẽ đi qua đêm mọi người đúng không? Mày im đi. Căn tu mấy anh xứ được có nói. Mày cái mát căn xứ thôi trời.
đầu này tao cũng không nói là sexy nữa, nhưng mà ai cho mày mặc đồ vậy, mày cứ đi lên xe chở cái mày cỡ này ra đúng không? Hả? Chị cũng chỗ có mặc không trong vậy? Có. Dạ trời trời, mày còn lọt khe. Ủa bây giờ không cho mặc chứ đợi chừng nào mà đi chơi ủa bảy mươi mới được chơi đúng không? Không mặc đồ đẹp đi chơi thì khéo là đẹp. Ok, ấm phai ổn thì ở nhà. Ok. Mày đưa em cái túi rồi, em không có túi gì không có. Mà chị nó bao tiền ở nhà đổ ghét trong coi nhà cửa sắp nhỏ cho heo ăn. Chị giỡn em gì vậy? Giỡn thấy chị miệng quá à. Trời ơi nhóc dài quá, chị đừng đưa cái đó mặt của em. Ai cho em đi? Trong khi em có người yêu à? Ai cho em đi? Ta mặc đồ ngủ thì đồ ngủ không? Đừng để tao bạo lực gia đình. Mất tiền cái cho mày đi sửa hủ hết rồi anh không? Trời ơi, trời ơi. Ai cho em đi? Ai cho em đi? Chưa? Ok. Không.
tới giờ đi ngủ hai cái môi chạch bách. Ủa em có tha không vậy? Thì ta hay đi chơi ta đó. Ha là từ chiều tới giờ sao này xong lì nó dính vậy đó. Vì bà nội tao bước chân trong nhà hai đồ ra đàng hoàng chưa? Không, chị biết khó khăn lắm tới hai được bộ đồ này không? Khó khăn lắm. Tại vì sao? Tại vì chiều giờ em ngủ. Tại em ai cho em đi em hỏi. Em có sao thấy chị cho cái mặt chị cho em đi không? Cái mặt nào của chị cho không cho em đi cũng không. Trời em sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Trong khi đó em đang quen chị mà em trong ngày quen hai cái em bỏ đi chơi với người khác là sao? Chị tặng hai cho em rồi sao? Chứ giờ chị muốn em sao? Đúng vô tâm. Đi đi. Ừ đúng rồi, ta là con mụ vô tâm đó. Con si boy. Đừng coi. Bao nhiêu phút là bao nhiêu phút? Hiểu phút rồi bà già. Cứ này thì có nhiều cảm không? Chị ơi. Chị ơi. Chị tiền ơi, chị tiền. Mở cửa cho em. Trời. Chị tiền. Chung quay đi. Nói mấy người vợ đi. Hả? Dạ. Làm gì vậy? Thì giờ đi chơi với gái rồi kêu tao đừng như vậy nữa là sao? Ủa là sao? Thì em có đi đâu? Ủa sao nãy nó đi mà? Bây giờ tôi không thích đi nữa, tôi thích đi với mấy người ăn uống tiếng lề đường được chưa? Thôi tôi không thích ăn mấy lời, tôi không thích lề đường, thích ăn mấy chỗ sang chảnh mà. Sang chảnh? Anh hả? Dạ. Làm cái gì vậy? Đi nè. Không. Không. Đánh ra đi. Nói vậy em đi đi. Em đi đi. Đi. Sống đi đi. Sống đi đi. Cái này làm gì? Ở đây làm gì? Còn chừng này chỉ mới thay đổi cái gia đình này hả? Có tiền nó thay đổi đi chơi người giàu đó, kiếm người đó, kêu người đó đổi giùm đi. Rồi gì nữa? Nè, mặc đồ gì nè, rồi đi đi. Tự nhiên cái chỉ tháo hay gì đó rồi chị kia mặc đồ như vậy. Nhỏ đi chơi với à. Chị buông cái con ơi, bữa nay ba lên thang, chị làm cái gì á? Càng ngày càng đa cấp. Càng nấu ăn giỏi. Trời ha.
vậy? Dạ. Hả? Mẹ Hí à, con nghĩ mẹ Hí hãy lên đây chứng kiến cảnh con gái của mẹ từ nhà lớn lên. Nói chuyện xàm quá em ơi. Ngủ cho gọi chứ. Làm gì em mặc vào đồ này? Hả? Mặc đồ này để ngủ với chị đó. Nói gì? Con nghĩ con nên đi ra ngoài thì tốt hơn đó nghe. Trời ơi. Trời ơi. Nó đâu cửa lại. Nó đâu lại bay vậy? Ồ. Chà, con vợ mình chán lắm rồi. Cái nhà này thì vừa bọn mình là người thứ ba đó mọi người. Mình là cái cô đơn đó, không ai chơi với mình. Lúc nào mất đi vợ mình mới chán, mình giận nhà mình chán lắm. Chứ ai dọn nữa không? Mà cũng chết, mẹ bài. Bài cái đó sắp nữa. Cũng chết luôn. Ai hốt thì mà. Chết mà đại. Bộ xin đen. Dẹ, cái dọn cái này quá là mệt. Nhớ đăng ký nha các bạn.